Sáng ngày 18 tháng 7, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do giáo sư Oh Sang-sik, chủ tịch mạng lưới nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát môi trường đầu tư tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, huyện Mang Giang. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai và đại diện các phòng ban của huyện Mang Giang. Tại buổi khảo sát, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã được đại diện vườn quốc gia Con Ca Kinh giới thiệu về quy mô, diện tích và tiềm năng thế mạnh của vườn. Bên cạnh hệ động vật đa dạng phong phú, có nhiều loài mang tính đặc hữu, vườn quốc gia Con Ca Kinh cũng có nhiều loài thực vật được phát hiện là cây thuốc quý của Việt Nam như cây đảng sâm, bình phôi, kiến kỳ nam, cây một lá, cây sâm đá, địa liền, cẩu tích, giảo cổ lam, sâm cau đen. Nhiều loài có giá trị kinh tế cao và là dược liệu cực kỳ quý hiếm, có trữ lượng như nấm linh chi, lan kim tuyến, cây bá bệnh. Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số vườn trồng thử nghiệm dược liệu đang được triển khai tại vườn quốc gia Con Ca Kinh như lan kim tuyến, sâm cau đen, nấm linh chi. Nhân dịp này, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã phối hợp với vườn quốc gia Con Ca Kinh tiến hành trồng thử nghiệm giống sâm Hàn Quốc có độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi tại vườn quốc gia Con Ca Kinh để đánh giá mức độ phù hợp của giống sâm này đối với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của vườn quốc gia Con Ca Kinh. Theo giáo sư Oh Sang-sik, chủ tịch mạng lưới nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam, sau khi đánh giá được mức độ phù hợp sẽ có cơ sở để giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đến triển khai các dự án đầu tư mở rộng vùng trồng sâm Hàn Quốc trong tương lai. Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn được sự hợp tác tạo điều kiện của tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là trên lĩnh vực dược liệu, từ đó mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, bền vững giữa hai bên.